Chào mừng quý khán giả đến với Tiếu Lâm Tứ Trụ. Xin chúc mừng vị khán giả may mắn tuần rồi đã nhận được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Hãy nhanh tay nhắn tin bình chọn cho hài phái mà bạn yêu thích bằng cách soạn tin theo cú pháp TNTT khoảng trắng mã số độ thi và gửi về tổng đài 8234. Đội nghệ sĩ Hồng Vân mã số 02, đội nghệ sĩ Thanh Thủy mã số 03. Hoặc truy cập Zalo tìm kiếm Tiếu Lâm Tứ Trụ, bình chọn cho hài phái mình yêu thích. Khán giả sẽ có cơ hội nhận giải thưởng may mắn mỗi tuần 5 triệu đồng. Chúc quý vị khán giả may mắn.